Anna mặc áo cho búp bê đi nào. Em búp bê của Anna tên là gì nhỉ? Tên là búp bê to ạ. À, búp bê to. Anna có mấy con búp bê, bạn búp bê nào? Anna cho các bạn xem búp bê của Anna nào. Anna ơi, Anna cho các bạn xem búp bê của Anna nào. Anna đang làm gì cho búp bê đấy? Anna đang đội mũ cho búp bê đấy các bạn ạ. Mũ của anh, búp bê của Anna màu gì ấy nhỉ? Màu hồng. À, màu hồng đọc là gì nhỉ? Pink. Pink, đúng rồi, giỏi lắm. À, Anna mặc áo cho búp bê đi. Ồ, áo của Anna, búp bê của Anna màu gì đấy? Màu hồng ấy, màu hồng đậm. À, màu hồng đậm. Có cả màu trắng nữa. Em búp bê của Anna to thế. Ô, Anna, ai mua búp bê cho Anna đây? Ông già Noel em tặng ạ. À, Anna ăn quan nên ông già Noel tặng búp bê cho Anna đúng không? Dạ. À. Thế các bạn cũng phải ngoan để được ông già Noel tặng quà nhá. Ủa, Anna đang mặc tay ấy, cho tay của bạn búp bê vào này. Búp bê của Anna xinh thế. Anna cho các bạn nhìn mặt búp bê tí nào. Ố, mặt của búp bê Anna có cái gì đây? Mà trang điểm ạ. À, ui, bạn Anna trang điểm cho em búp bê đấy. Nào, Anna giơ búp bê lên cho các bạn cùng nhìn nào. À, đây, đây là em búp bê của Anna này. Nó cũng có đeo bờm nữa đây. Bạn này có đeo bờm đấy chứ? Bạn này có đeo bờm đấy chứ? Ồ, đấy là cái gì đấy hả Anna? Hình dán ạ. À, hình dán đấy. Anna đang lấy hình dán để dán cho búp bê đấy. Bạn Anna, bạn ấy còn rất là nhiều con vật ở xung quanh nhá. Anna giơ lên cho các bạn xem nào. Anna có những con vật gì nữa nào? Con hươu ca cổ. À, bạn hươu ca cổ này, màu gì này? Anna nhìn xem nào. Màu ca với màu vàng với màu màu xanh và màu trắng và hai con mắt cũng màu trắng và màu đen và màu xanh xanh. Wow, nhiều màu thế. Con bạn gì nữa không ở Anna ơi? Con bạn này. À, bạn đấy là bạn gì nhỉ? Bạn heo. Heo gì đây? Heo biếc ba. Dạ. À, bạn heo biếc ba của Anna đấy. Ô, Anna còn gì nữa nhỉ? Bạn cà rốt. À, bạn cà rốt, bạn cà rốt nào. Anna dơ bạn cà rốt cho các bạn xem nào. À, bạn cà rốt đấy. Wow, thích quá. Bây giờ Anna xếp các bạn nằm ngay ngắn vào với nhau xem nào. À, xếp ra trước mặt Anna đi. Đây. À, đúng rồi. À rồi, bây giờ Anna cho các bạn đi ngủ đi nào. Đi ngủ phải cởi áo ra. À, đi ngủ phải cởi áo ra hả? Cái áo này chỉ để mặc khi đi chơi thôi nha. Không đi ngủ không được mặc đâu. À, bỏ cả mũ cả áo ra, đúng rồi. À, để gọn vào, đúng rồi. À, bạn Anna đang lắp chăn cho các bạn đấy đấy. À, rồi bây giờ Anna cũng nằm xuống và ngủ cùng nào. Anna chào các bạn để đi ngủ nào. Quay ra đây vẫy tay chào các bạn nào. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại. Nào. Đi ngủ đây. Ừ rồi, con quay ra đây con nói với các bạn nào.